Chào các bạn. Trong phần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể giao tiếp với tiềm thức, để vận dụng sức mạnh của tiềm thức vào công việc, vào sự nghiệp của chúng ta. Nếu các bạn đã tìm hiểu về ý thức và tiềm thức, đặc biệt là về tiềm thức, thì các bạn sẽ thấy trong chúng ta có tiềm thức và sức mạnh của tiềm thức là vô biên, có thể giúp chúng ta hoàn thành bất cứ mục tiêu nào mà chúng ta đặt ra. Nhưng để có thể nói chuyện được với tiềm thức, vận dụng sức mạnh của tiềm thức, thì chúng ta phải thấu hiểu những cái chức năng vận hành của tiềm thức trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta mới hợp nhất được với ý thức và trở thành một cái khối sức mạnh vô địch. Như các bạn đã biết, thì trong mỗi con người chúng ta có một bộ não, và bộ não này là giá trị nhất trong con người chúng ta. Từ đây bộ não này sẽ chỉ đạo cho chúng ta những hành động, những suy nghĩ, những thái độ. Vậy trong bộ não nó có hai phần là ý thức và tiềm thức. Ý thức và tiềm thức. Và tại sao phần lớn những người ở ngoài kia có những mục tiêu rất là lớn và có những ước mơ rất là đẹp, nhưng lại không thể nào hoàn thành được ước mơ đó trong cuộc đời mình? Là bởi vì họ đã không biết rằng họ đã để ý thức và tiềm thức mâu thuẫn với nhau, giằng kéo nhau. Và chỉ khi nào họ hiểu được ý thức làm nhiệm vụ gì, tiềm thức làm nhiệm vụ gì, mỗi một bộ phận như vậy có sức mạnh như thế nào và phải phối hợp với chúng như thế nào với nhau, thì mới tạo ra được sức mạnh vô địch trong mình. Vậy để hiểu rõ ý thức có chức năng nhiệm vụ như thế nào, tiềm thức có chức năng nhiệm vụ như thế nào, và quyền năng của mỗi bộ phận như vậy nó giúp gì cho chúng ta, mang gì lại hiệu quả cho chúng ta, và cách hợp nhất nó như thế nào, thì chúng ta bắt đầu vào những chi tiết cụ thể sau đây. Trước hết chúng ta tìm hiểu về ý thức. Ý thức theo quan điểm của khoa học NLP thì tự chung lại có vài cái điểm chính yếu như thế này. Thứ nhất, ý thức là nhận thức. Ý thức giúp chúng ta nhận thức sự kiện, hiện tượng, thế giới khách quan. Giống như việc bạn đang ngồi trước màn hình này để học về mô đun ý thức và tiềm thức này, thì sau cái mô đun này giúp cho bạn hiểu cái cách vận hành của ý thức và tiềm thức ra sao. Thì đó là tầng nhận thức. Và khi các cái thông tin đi qua tầng ý thức của bạn thì nó sẽ trôi sang một phần, nó gọi đó là phần kho chứa, thì đó chính là tiềm thức. Thì chức năng đầu tiên của tiềm thức là kho chứa. Và hai phần giữa ý thức và tiềm thức thì luôn luôn là hậu thuẫn cho nhau. Hậu thuẫn cho nhau. Nếu ý thức là nhận thức, thì sau khi ý thức nhận thức xong sẽ bàn giao toàn bộ cái tri thức mà ý thức đã nhận thức đó cho tiềm thức. Và tiềm thức làm nhiệm vụ kho chứa, là chứa toàn bộ những cái dữ liệu mà ý thức đã bàn giao cho tiềm thức. Ở đây có một ví dụ để minh họa ngay lập tức. Ví dụ như các bạn bây giờ là những người trưởng thành, và các bạn đã qua những khóa học của tuổi thơ ấu như là cấp 2 và cấp 3. Giả sử như ở cấp 3, các bạn đã rời khỏi trường 10 năm, 15 năm rồi. Rồi gần đây các bạn sẽ có một cái cuộc gặp mặt hồi cấp 3. Sau đó thì các bạn trở về trường để gặp mặt. Các bạn sẽ nhìn thấy những người bạn của mình và các bạn òa lên. Là bạn Thủy, là bạn Hoa, là bạn Thắng, là bạn Đức. Mặc dù là 15 năm qua khi rời khỏi trường phổ thông trung học, bạn chưa hề gặp lại người bạn đó, chưa hề nói chuyện lại người bạn đó 15 năm. Nhưng bỗng khi bạn gặp lại thì bạn nhớ ngay được tên của những người bạn đó, thậm chí nhắc lại những kỷ niệm rất vui với những người bạn đó. Vậy thì những ký ức đó ở đâu tràn về vậy? Đấy, tiềm thức chính là kho chứa mà khi có điều kiện, tiềm thức sẽ mang trở lại những ký ức, những trải nghiệm đó cho bạn sử dụng. Bởi vậy, hai chức năng đầu tiên của hai phần giữa ý thức và tiềm thức nó gắn kết bền chặt với nhau như vậy. Ý thức là nhận thức sự việc hiện tượng khách quan, và sau đó nó biến thành tri thức
bàn giao lại cho tiềm thức, và tiềm thức lúc này trở thành kho chứa để chứa toàn bộ những trải nghiệm đó, để khi nào ý thức cần thì tiềm thức sẽ mang cho ý thức sử dụng. Đó là chức năng đầu tiên. Chức năng thứ hai, ý thức là người ra quyết định. Và ở phần tiếp theo, tiềm thức sẽ lại làm nhiệm vụ là gì? Người thực hiện. Người thực hiện. Các bạn hãy nghĩ lại trong cuộc sống của mình. Khi các bạn chắc chắn ra một quyết định nào đó, thì sau đó, sau khi ra quyết định rồi, bạn không cần phải nhớ nữa. Nhưng tiềm thức sẽ lưu giữ những mệnh lệnh đó và sẽ nhắc bạn thực hiện mệnh lệnh đó trong một cái ngày đó, trong một cái ngày đã quy định. Ví dụ, bạn có gia đình và bạn có một buổi họp phụ huynh nào đó cho những đứa con của mình. Và những đứa con của mình, của bạn, sẽ đưa cho bạn một cái giấy mời vào thứ 3 hay thứ 4 trong tuần. Và buổi họp phụ huynh đó sẽ diễn ra vào thứ 7 hoặc chủ nhật tới. Và khi nhận được cái giấy mời họp phụ huynh, nhận được xong, bạn biết và bạn ra quyết định là bạn hoặc là người vợ, người chồng mình sẽ dự buổi họp phụ huynh này. Đặc biệt là bạn sẽ quyết định bạn là người dự buổi họp phụ huynh này. Và từ đó thì bạn không còn phải nhớ đến cái tờ giấy mời này nữa. Rồi sau đó thì cứ đến chủ nhật, bạn tự động biết rằng 8 giờ sáng chủ nhật là bạn đến trường dự buổi họp phụ huynh cho con mình. Vậy thì ở đây chúng ta phân tích về cái chức năng là gì? Khi ý thức ra quyết định thì tiềm thức là người thực hiện. Tiềm thức sẽ lưu cái mệnh lệnh đó của bạn và sẽ nhắc nhở bạn để thực hiện. Vậy thì trong cuộc sống bạn sẽ nhớ lại những bất kỳ những lần nào mà bạn đã ra quyết định. Dù là ra quyết định trong thời gian ngắn, hay ra quyết định trong thời gian dài hơn, hay ra quyết định ngay lập tức. Một là bạn ra quyết định thì bạn sẽ hành động. Thì tiềm thức sẽ mang toàn bộ cái nguồn năng lượng, tất cả những tri thức, tất cả những nguồn lực có và dâng cho bạn để bạn hành động để đạt hiệu quả tối đa. Còn nếu bạn không ra mệnh lệnh thì trong tiềm thức cũng không nhận mệnh lệnh nào cả và bạn cũng không hành động. Ví dụ, vẫn là giấy mời đó và bạn bàn giao cái giấy mời họp phụ huynh đó cho người vợ hay người chồng của mình. Thì bạn có thấy không? Bạn không cần phải nhớ đến cái việc là mình có trách nhiệm là đến cái ngày chủ nhật đó mình sẽ đi họp phụ huynh. Mà bạn chỉ cần nhớ mang máng rằng người chồng của mình, người vợ của mình sẽ đi họp phụ huynh. Và đến ngày hôm đó, và thấy vào giờ đó mà người chồng hay người vợ của mình mà bị quên vẫn ở nhà không đi họp chẳng hạn, thì tiềm thức tự động nhắc nhở bạn rằng là hãy nhắc nhở những người bạn, nhắc nhở người vợ, người chồng của mình có vẻ như quên sự kiện này. Còn trong bạn thì tuyệt nhiên không có một cái ý niệm mệnh lệnh nào rằng là ngày đó bạn phải đi họp buổi phụ huynh này. Thì đấy là cái chúng ta tìm hiểu về cái chức năng là ý thức là người ra quyết định, còn tiềm thức là người thực hiện. Đến cái chức năng thứ ba, giữa ý thức và tiềm thức. Chức năng thứ ba thì ý thức là người ra mục tiêu và tiềm thức là người thực hiện, là người hoàn thành. Ý thức là người ra mục tiêu và tiềm thức sẽ là người hoàn thành. Ví dụ bạn làm việc trong bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, trong ngành nghề nào, và bạn ra một mục tiêu nhất định năm nay mình phải hoàn thành được mục tiêu này, và bạn sẽ tập trung hết mình cho mục tiêu đó, thì tiềm thức của bạn sẽ hưởng ứng nhiệt liệt. Và tiềm thức sẽ có chức năng đi tìm tòi mọi nguồn lực, mọi cơ hội, mọi giải pháp để giúp bạn hoàn thành 100% mục tiêu mà bạn đã xác định. Chỉ cần bạn tập trung vào nhất vào mục tiêu đó, không lúc nào ngơi nghỉ, không lúc nào ngơi nghĩ về cái mục tiêu đó, thì tiềm thức sẽ hưởng ứng nhiệt liệt và sẽ tìm đủ mọi cách để bạn hoàn thành mục tiêu này. Đến chức năng thứ tư, và đây là chức năng tối quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nó hình thành nên toàn bộ những bản lĩnh, những giá trị và những nguồn lực, những khả năng trong bạn. Bởi vậy, tôi muốn bạn hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ về cái chức năng thứ tư này. Ý thức là người gác cổng. Và khi ý thức là người gác cổng thì tiềm thức nó đóng vai như là một nhà máy sản xuất.
Ý thức là người gác cổng nhà máy sản xuất đó, và tiềm thức chính là nhà máy sản xuất. Vậy chức năng này được hiểu như thế nào? Ví dụ, giả sử như có bạn cứ hình dung có một nhà máy sản xuất một sản phẩm rất được tiêu chuẩn số 1 thế giới. Ví dụ như một nhà máy sản xuất gương xe máy của Nhật Bản. Người gác cổng là vị giám đốc của nhà máy này. Và vị gác cổng, vị giám đốc này tuân thủ nghiêm ngặt cái quy trình nhập nguyên liệu sản phẩm chất lượng tinh số 1 vào để sản xuất gương xe máy, để tạo ra sản phẩm chất lượng số 1. Và vì duy trì nguyên tắc vậy nên nhà máy sẽ luôn luôn duy trì được cái chất lượng sản phẩm luôn luôn là số 1 và ngày càng tốt hơn, đảm bảo được uy tín với thị trường, với người tiêu dùng. Rồi sau đó, vị giám đốc nguyên tắc này hết nhiệm kỳ và thay bằng một vị giám đốc khác. Và vị giám đốc khác muốn tạo ra lợi nhuận cho nhà máy này nên ra một cái quyết định là nhập nguyên liệu chất lượng thấp hơn của một quốc gia nào đó tạo ra thứ sản phẩm này. Và sau đó thì đưa vào nhà máy để sản xuất. Các bạn sẽ nghĩ sao? Nếu như đầu vào của nhà máy là cái chất lượng nguyên liệu rất thấp kém, vậy thì đầu ra, tức là cái sản phẩm số 1 của Nhật Bản đấy, sản phẩm của nhà máy đấy, có đảm bảo được cái chất lượng gương xe máy là số 1 nữa hay không? Hay chất lượng bắt đầu xuống cấp theo cái nguyên liệu đầu vào? Chắc chắn là sản phẩm đầu ra sẽ bị tụt chất lượng ngay lập tức. Tôi muốn các bạn hình dung điều này ứng dụng vào bản thân mỗi người chúng ta. Hãy coi những trải nghiệm trong cuộc sống, hãy coi những tri thức, những kinh nghiệm trong cuộc sống, hãy coi những kiến thức bạn đã học được trong cuộc sống, hãy coi những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn, hãy coi bất kỳ những cuốn sách, những cuộc giao tiếp, những người bạn của bạn là những chất liệu, nguyên liệu trong cuộc sống. Và ý thức của bạn chính là người gác cổng, có cho phép những mối quan hệ như vậy, những thông tin tri thức như vậy, những mối quan hệ như vậy, những sự kiện hiện tượng ngoài xã hội như vậy đi vào nhà máy tiềm thức của bạn hay không? Ví dụ, chất lượng các mối quan hệ, chất lượng thông tin, rồi chất lượng các tri thức ở ngoài xã hội là những chất lượng tốt. Bạn có ý thức là người gác cổng đưa vào nhà máy thì nhà máy sẽ sản xuất ra bạn là người có chất lượng như thế nào? Rất là tốt, giống như gương xe máy số 1 của Nhật Bản. Còn nếu như người gác cổng là ý thức của bạn đưa tất cả những thứ nguyên liệu rất thấp kém.